Đồ ăn tới rồi, nó ngủ thơm ngon luôn nè. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Đây là đồ ăn em trai chị nấu mà, chị muốn ăn nó. Alo, Phương hả? Tao không đi được rồi, tao phải ở nhà nấu cơm. Ừ, thôi, bye nha, đi chơi vui vẻ ha. Ai gọi về em? À, bạn em nó rủ đi chơi. Thôi, em đi nấu cơm nha. Đúng rồi, vợ thì phải tận tụy chăm sóc cho chồng chứ. Tôi kết hôn vì tình yêu, nhưng mà cảm giác bây giờ giống như là oxy trong cái nhà này vậy á. Sao, hối hận rồi hả? Nếu em không muốn làm việc nhà thì em đi đi. Thôi được rồi, tôi đi. Ủa, em đang nấu ăn hả? Linh đâu sao nó không nấu? Dạ, cô ấy tệ vậy á. Cô ấy nói với em là không bao giờ phụ cô ấy nấu ăn hết. Hôm nay em phải nói cho cô ấy biết là em là người đàn ông gia đình như thế nào. Ủa, mà Linh nó không ăn được cá mà. Em làm như này có mục đích hết á. Như vậy có ổn không? Mà kệ em, chị đừng quan tâm. Đây là đồ ăn em trai chị nấu mà, chị muốn ăn nó. Ủa, Hương, sao lại ở đây? À, chị hai bà gọi tôi đến đây đón bà đi đấy. Ủa, xong thay đồ đi. Chị hai, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đi chơi cẩn thận nha, đừng có về nhà trễ quá nghe không? Dạ. Đồ ăn có rồi, đồ ăn có rồi. Ăn cơm thôi mọi người ơi. Mọi người ơi, xem ai đây nè. Anh Thi. Em nhớ anh quá à. Lâu quá không gặp, xem cái coi. Trời ơi, dạo này xinh quá à. Anh cũng nhớ em nữa. Ủa trời ơi, lâu quá mới gặp con. Nè, trông con càng lớn càng xinh đẹp nha. Mẹ con sao rồi, có khỏe không con? Dạ mẹ con khỏe. Nhờ phước của cô á, nên mẹ con khỏe lắm. À, thôi, mình vô ăn cơm đi con. Vô ăn cơm. Ngồi đây nè con. Chị, mấy năm rồi em mới về đây á. Chị cho em ngồi gần anh Thi nha. Được, em ngồi đi. Các à, bây giờ chúng ta không có giống như lúc trước nữa rồi nghe con. Anh Thi anh đã kết hôn rồi. Đây là Giang nè, chị dâu của con đó. Chị dâu hả? Anh Thi, cho dù anh có vợ rồi nhưng mà em vẫn là đứa em gái bé bỏng của anh đúng không? Đúng rồi. Thôi mẹ ăn cơm đi mẹ. À mẹ ơi, chị dâu nấu món này ngon lắm á. Mẹ ăn thử nha. À, rồi, chị Cát cũng ăn thử một miếng nha. Trời ơi, chị nấu hả chị? Sao mà nó dở dữ vậy, em nuốt không có nổi luôn á. Anh Thi, tội nghiệp anh quá à. Anh phải ăn mấy món này mấy năm nay á hả? Tôi nấu đó. À, em giỡn thôi, ngon lắm. Thôi đủ rồi, mấy năm không gặp á mà giờ như vậy đó hả? Biết bao nhiêu cái hay ho không học, mà đi học làm trà xanh hả mày? Lúc nào cũng anh ơi, anh à, bộ muốn đẻ trứng lắm rồi hả? Cô, sao cô nói vậy? Con nhìn cái bộ dạng bực bội kìa. Nè, mau cút xéo khỏi nhà, nhanh. Sao tôi cũng không nghĩ sao mà tôi đẻ cái thằng con trai này ra mà nó ngu, gọi là ngu hết chỗ nói luôn á. Tại sao nhìn cái hành động, cái tính cách nó như vậy mà cũng không biết nó là sao vậy hả? Nè, lần sau ha, mà tôi thấy mấy cái kiểu như vậy trong nhà ha, là không yên với tôi đâu đó. Mẹ, mấy con không để bụng đâu mẹ. Ngoại ơi, con về nè, ngoại dọn cơm cho ngăn đi. Con nghe mẹ nói nè, ngoại không có ở đây với gia đình mình nữa. Ủa, ngoại đâu vậy mẹ? Vậy từ giờ cũng được gặp ngoại nữa không? Là con nít, không có được hỏi nhiều nghe chưa con. Ngoại con ba đưa về viện dưỡng lão rồi. Sao ngoại lại ở đó? Chẳng lẽ ở đó vui hơn nhà mình hả ba? Con yên tâm nha, ở đó có người cùng lứa tuổi với bà ngoại để bầu bạn, với lại có người chăm sóc nữa. Chắc ở đó vui nên ngoại không muốn ở lại với con rồi. Thôi mẹ con mua đồ ăn sẵn á, tự lấy ăn nha. Ba mẹ ra ngoài có chút việc nha. Lúc nào cũng công việc hết. Phải chi có ngoại ở đây là biết mấy rồi. Ngoại ơi, con đói rồi. Đây đây đây, đồ ăn của con có rồi nè. Bây giờ quầy đút cho con ăn nha. Dạ. Ăn quang á, một lát á quầy dẫn con đi công viên. Bước bên đó nha ngoại. Rồi, ăn giỏi nè.
Ngon không con? Ngon. Dạ alo chị ơi, mẹ chị cứ đòi gặp bé Minh Anh không à? Chị có thể sắp xếp là đưa bé Minh Anh vào gặp mẹ được không ạ? Chị an ủi mẹ tôi giùm nha. Có gì nói với bà là cuối tuần á tôi dẫn bé Minh Anh vô thăm bà. Sao buồn vậy con? Nhớ ngoại, con muốn gặp ngoại. Sáng nào ngoại cũng pha sữa con uống hết á, mà giờ thì không còn nữa. Vậy sáng mai mẹ pha cho uống nha. Với lại cuối tuần này á, ba mẹ dẫn con đi gặp ngoại. Con ráng học giỏi đi. Ủa ba mẹ ơi, gia đình mình á được nằm chăn ống nệm êm. Vậy bà ngoại ở chỗ đó có được như mình không ha? Không sao đâu con, ở đó cũng đầy đủ tiện nghi lắm. Con yên tâm nha. Dạ vậy con yên tâm rồi. Mà mẹ ơi, có phải ai cũng phải già đúng không mẹ? Đúng rồi, sao con hỏi vậy? Mẹ với ba cho con xuống hạt của viện dưỡng lão đi. Chi vậy con? Để khi ba mẹ già đi, con sẽ đưa ba mẹ vào đó để cho ba mẹ có một sống tốt hơn. Nè con. Ủa mẹ, sao mẹ đưa con nhiều tiền như vậy? Con cứ giữ đó đi, để mà sau này bên chồng mà đối xử tệ bạc với con á thì con cũng có một ít tiền để mà lo cho bản thân mình, biết chưa? Mẹ, nấu cơm chưa vậy? Mẹ đang chuẩn bị nấu á con. Ủa, giờ này chưa nấu thì bao giờ mà có cơm ăn? À, để mẹ xuống mẹ nấu liền. Đừng tốn thêm cơm thêm gạo. Em ăn nói với mẹ vậy đó hả? Anh biết gì không mà nói. Giờ này chưa có cơm thì lấy gì mà ăn? Thì từ từ mẹ nấu, mình ăn trễ chút có sao đâu. Từ bây giờ anh dám lớn tiếng với tôi vậy? Ở đó mà lên mặt, có giỏi á thì ra đường kiếm thêm tiền về nuôi bả đi. Anh nhịn được chứ thôi thì không nha. Em... tôi không giống như con vợ cũ của anh đâu nha. Hôm qua làm gì mà hai đứa cãi nhau dữ vậy? Dạ không có sao đâu mẹ. Ai giống ai gian vợ con rồi con? Dạ. Gian đó hả con? Giờ con sống sao rồi con? Dạ con cũng ổn. Em có chồng mới chưa? Hay là vẫn còn một mình? Chuyện riêng của tôi á, anh không cần quan tâm đâu. Mẹ thấy con sống hạnh phúc như vậy á, là mẹ cũng mừng lắm. Hồi lúc trước á, mẹ đối xử với con tệ á, mẹ thực sự có lỗi quá. Chuyện cũ rồi mà cô, không sao đâu. Cái thứ đồ đàn bà vô tất sự. Thằng con trai tôi á, nó vô phúc á, nó mới lấy cô làm vợ đó. Cái thứ cô á, mà bỏ ra ngoài đường á, chỉ có chó mà nó lấy. À, hay là bây giờ con trở về với thằng Tú đi con. Chứ cái con vợ bây giờ sau của nó đó, nó đối xử với mẹ với thằng Tú tệ quá. Mẹ biết như vậy á, mẹ không có đối xử tệ với con đâu. Dạ quá khứ rồi mà cô. Nhờ những ngày tháng đó thì con mới có được như ngày hôm nay á. Con cũng cảm ơn cô với anh Tú về khoảng thời gian đó. Có gì khi nào rảnh á thì con sẽ ghé nhà cô chơi. Còn cái chuyện quay lại á thì chắc là do duyên phận rồi. Không muốn là được đâu cô. Dạ thôi, con xin phép. Anh, ăn trái cây đi cho nó có chất. Anh không ăn nữa đâu, em ăn đi. Đây là lương tháng trước của anh á, 20 triệu, em cầm đi. Ủa sao tháng đó anh tăng ca nữa mà có 20 triệu vậy? Nhà nàng Thắng có việc cho nên là anh cho nó mượn chút. Vợ ơi, công ty có một chút chuyện cho nên là anh đi ra ngoài chút nha. Đón mẹ ở quê lên đây mà không cho em biết hả? Anh đợi đó. Mẹ, mẹ đói chưa? Hôm nay con ghé nhà ăn chút, giờ con đi nấu cơm cho mẹ nha.
Ủa mẹ ơi, mẹ mẹ. Alo anh nghe. Alo anh đang đâu vậy? À, công ty anh đang có chuyện gấp. Anh định lừa em đó hả? Đi về ngay. À, rồi rồi rồi, anh về liền, anh về liền. Ủa mẹ, đây phải mẹ anh không? Đúng rồi, mẹ anh thì sao? Là mẹ anh mà anh nhẫn tâm để ngoài một mình vậy hả? Tại vì mẹ anh sức khỏe không tốt, với lại mẹ anh ở dưới quê quen nữa, cho nên là anh sợ em. Sợ cái gì mà sợ? Ủa anh không phải người ở quê hả? Từ lúc em quen anh là em biết rồi mà. Mà em có bao giờ chê anh đâu. Ủa còn túi đồ của anh đâu?